Hi, xin chào bạn. Hiện tại mình đang có ở đây phiên bản LG Gram 2021. Mức giá hiện tại của LG tại Việt Nam có thể nói là thuộc phân khúc cận cao cấp hoặc là cao cấp, khi mà mức giá sẽ dao động từ 25 triệu đồng cho tới khoảng 40 triệu đồng. Giữa vô vàn những sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp khác thì rõ ràng LG Gram phải thể hiện thật tốt một điều gì đó để có thể thuyết phục được người tiêu dùng chọn mua sản phẩm. Các phiên bản của LG Gram đã thể hiện khá tốt nhưng vẫn chưa đủ. Mình thấy được là những cái điểm yếu cần cải tiến, và cho tới năm 2021, LG đã có những điểm cải tiến để cải thiện thêm những vấn đề đó. Cải tiến đầu tiên dễ thấy nhất đó chính là khu vực về phần trackpad. Đây mình sẽ lấy ra một phiên bản, đây là một phiên bản bé nhất của LG Gram, phiên bản 14 inch. Thì năm nay LG đã làm trackpad được tốt hơn rất nhiều. Không phải những năm trước mà LG làm không tốt nhá, chỉ là kích thước của nó quá nhỏ mà thôi. Xét trên mặt bằng chung thì hiện tại các laptop Windows thì trackpad của LG Gram có thể coi gần như là tốt nhất. Thế nên điều mình thấy duy nhất mà LG cần cải tiến ở trong những năm trước đó chính là làm trackpad to ra. Và dĩ nhiên LG đã làm được điều đó khi mà kích thước được tăng lên tới 55% trên tất cả phiên bản, và trackpad LG được phủ một lớp kính mờ. Và các bạn khi sờ vào các bạn cảm nhận được hoàn toàn luôn thì cái việc tracking cực kỳ tốt này, thao tác đa điểm vuốt 2-3 ngón tay đều mượt mà. Mình kiểu là được cài đặt trên Windows Precision ấy, thế nên vuốt rất mượt. Rồi, tuy nhiên vẫn có một số lưu ý thì dựa phần màu sắc các bạn nên lựa chọn thì laptop sẽ tốt hơn. Thì ví dụ như màu trắng các bạn sử dụng chắc chắn sẽ không in dấu vân tay rồi. Tuy nhiên sang một màu sắc khác, màu đen, obsidian gì đó, thì màu đen khi mà mình sờ tay vào thôi các bạn cũng đã thể thấy được là cái việc bám vân tay rất rõ ràng. Màu đen thì trông công nhận là dễ kiểu lựa chọn các cái phụ kiện theo kèm tốt hơn. Tuy nhiên thì rất bám vân tay, kể cả phục trackpad. Trackpad có một lớp kính mờ, và khi các bạn nhìn thấy đây, mình chỉ vuốt qua một vài lần thôi mà trackpad đã in toàn dấu vân tay rồi. Các bạn nên chuẩn bị theo một số các lọ xịt hoặc là một số cái tờ giấy để có thể lau máy được cho đẹp hơn. Kiểu máy nhìn bẩn bẩn trông không hay đâu, lau sạch sẽ đi, khi đấy LG Gram sẽ phù hợp với phân khúc cao cấp mà. Mình dùng cao cấp, rõ ràng. Trong thực tế thì khi mình làm việc bằng laptop LG Gram trong một khoảng một tuần thì không biết liệu có phải thật hay không. Thế nhưng mà khi mình gõ hành trình phím đã được sâu hơn rồi, vẫn là kích thước thông thường, độ nổi một chút thì nổi lên so với khung bàn phím một chút thôi. Thế nhưng khi mà mình ấn xuống thì mình cảm thấy là phím nó tụt hẳn xuống luôn. Thì điều này sẽ giúp cho cái cảm giác gõ phím được tốt hơn, giúp cho người dùng cảm nhận được rõ ràng họ đã bấm phím xuống thay vì lướt những bay trên bàn phím và phát hiện ra mình vừa bấm hụt. Và mình cũng biết được đó một điều, đó chính là trên bàn phím được phủ một lớp chống vi khuẩn, diệt được tới 99,9% vi khuẩn. Thế nhưng mà diệt được trong bao lâu thì mình lại không biết, mà hãng cũng không nói rõ cái phần này. Và về mặt cổng kết nối, vẫn như truyền thống, mỏng nhẹ, đầy đủ cổng kết nối. Sản phẩm được trang bị một cổng HDMI, hai cổng USB Type-C hỗ trợ giao tiếp Thunderbolt 4, hai cổng USB Type-A, một khe thẻ SD, một jack cắm audio. Năm nay sạc được cải tiến, thay vì là cục sạc tiêu chuẩn chân kim thì năm nay là một cục sạc mới, sạc luôn qua cổng USB Type-C Thunderbolt 3 hỗ trợ giao tiếp Power Delivery. Năm nay thì các bạn sẽ có tổng cộng là 3 phiên bản như mình đã nói ở trong phần đầu video, đó chính là phiên bản 14 inch, 16 inch và 17 inch. Phiên bản 16 inch sẽ là phiên bản thay thế cho phiên bản 15,6 inch truyền thống. Độ vân giải sẽ là 2560x1600, tỷ lệ 16:10, cộng thêm việc viền xung quanh cả 4 viền luôn, mỏng đều. Thế nên khi sử dụng cho mình được cái trải nghiệm nội dung xem được nhiều hơn, mình lướt web này hay mình đánh văn bản thì nội dung được hiển thị được nhiều hơn, rõ ràng hơn. Tuy nhiên, mặc dù là màn hình 16:10 làm việc sẽ tốt hơn thật, thế nhưng khi các bạn xem phim này hay xem những video dạng 16:9 như những video trên YouTube hoặc những bộ phim truyền hình thông thường thì sẽ có hai dải đen nhỏ ở trên và dưới. Điều này có hợp lý hay không thì dựa vào cảm quan mỗi người khi sử dụng mà thôi. Còn khi các bạn giải trí các tựa game trên màn hình thì nó hiển thị full màn hình như thông thường, bởi vì đa số các tựa game bây giờ đều hỗ trợ full các độ phân giải, độ phân giải nào cũng có thể hỗ trợ. Về phần chất lượng hiển thị thì sao? Chất lượng hiển thị khi đo đạt khá cao khi đạt tới 99% giải màu DCI-P3, 96% giải màu Adobe RGB và 100% giải màu sRGB. Delta E thấp nhất là nhỏ hơn 1. Nhưng không biết đây có phải là phiên bản demo hay không, bởi vì rõ ràng bây giờ chúng ta vẫn chưa có phiên bản chính thức, mình mới mượn được ở bên LG thôi. Và khi mình sử dụng mình cảm thấy được là cái màu xanh có cái độ sai lệch màu sắc khá cao, và màn hình của mình sử dụng là bị ám hồng. Có lẽ một phần là mình hay sử dụng những cái mẫu màn hình có cái gam màu nhạt, và sử dụng màn hình nào mình cũng để gam màu nhạt thôi. Thế nên khi mà mình nhìn những cái mẫu màn hình, cái mẫu laptop có màn hình màu sắc nó đậm thì mình cảm thấy hơi bị lạ lẫm một chút. Có lẽ thì mình sẽ đợi phiên bản chính thức, sau đó mượn và review lại cho các bạn thì khi đấy sẽ chính xác nhất. Đối với những mẫu laptop Ultrabook, cấu hình không phải là thứ quan trọng nhất. Quan trọng nhất đó chính là mức độ trải nghiệm. Tất cả các dòng LG Gram năm nay đều có tiêu chuẩn Intel Evo, và các bạn có thể nhìn thấy được logo Intel Evo ở ngay trong vỏ máy. Và muốn đạt được tiêu chuẩn Intel Evo thì một mẫu laptop cần phải sử dụng CPU Intel thế hệ thứ 11 từ Core i3 tới Core i7 là được.
thời lượng pin tối thiểu phải đạt 9 tiếng sử dụng trên màn hình có độ phân giải Full HD, sử dụng cổng Thunderbolt 4, có sạc nhanh, thời gian khởi động máy cực kỳ nhanh, mỏng, nhẹ và phải được trang bị Wi-Fi 6. Những tiêu chuẩn đó thì đó là những gì mà những người dùng như mình và các bạn cần thiết để có thể sử dụng. Cuối cùng là về phần độ bền và chất lượng gia công thì toàn bộ máy dĩ nhiên vẫn được làm từ kim loại Magie, wow, rất nhẹ luôn. Thì nhẹ nhất rõ ràng là phiên bản 14 inch có độ nặng chỉ là dưới 1 cân, cụ thể là khoảng 970 mấy gram ấy. Còn đối với hai phiên bản sẽ nặng hơn 1 cân một chút, và nặng nhất là phiên bản 14 inch có cân nặng rơi vào khoảng độ 1,3 kg. Và độ bền tiêu chuẩn quân đội cũng như chống va đập, chống sốc, chống bụi, chống nhiệt độ. Mình thì cũng đã có hỏi bên LG thì tạm thời mình vẫn chưa thể làm drop test cho các bạn như mọi năm được. Thế nhưng mình sẽ cho các bạn thấy một điều là cái chất lượng gia công tốt sẽ ở mức như nào. Đây, về phần bản lề, mình có thể mở ra được bằng một tay rất dễ dàng. LG có khuyến khích cái phần này, bản lề được đặt ở giữa mà đều hai bên, tức là kéo dài một thanh rất dài luôn. Và khi mình hạ thấp cái màn hình xuống, cái độ dơ của màn hình rất thấp. Và mình phải đập tay mạnh mạnh một chút thì mới xuống, còn khi mà mình đập nhẹ thì sẽ không xuống. Kể cả đối phiên bản có màn hình lớn nhất là phiên bản 17 inch đi, mình sẽ mở phiên bản 17 inch ra, cũng mở một tay rất dễ thôi. Và khi mình đẩy xuống đấy, cái độ dơ của máy ấy, thậm chí phiên bản 17 inch mình thấy cái bản lề còn khỏe hơn. Rõ ràng chắc là bản lề dài hơn thế nên khỏe hơn. Ở trong video về drop test thì mình hứa với các bạn là mình sẽ cho máy rơi xong mình sẽ mở máy ra xem liệu bên trong có thay đổi gì không. Như năm ngoái thì mình drop test xong mình mở ra, mọi thứ bên trong vẫn hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ một cái sự xê dịch nào cả, kể cả việc bung ra một con ốc. Hẹn lại các bạn ở trong video đấy. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.